Đó là một cái cách để cho sư phụ nâng đỡ quý vị mà thôi. Chứ giờ bắt quý vị nhớ cái Phật tánh của quý vị khó nhớ quá. Rồi chưa chưa biết, chưa có rành, hiểu chút chút vậy thôi, nhưng mà chưa hoàn toàn có cái tự tin nơi mình, có tự tin hơn hồi xưa thôi, phải không? Tới một ngày nào đó quý vị nhớ tới giáo lý sư phụ hoài và tập tành hoài, nhớ tới sư phụ thì cái điển lực của sư phụ nó sẽ cùng với điển lực của quý vị hợp nhất, rồi quý vị sẽ thành sư phụ thôi. Please continue watching to find out more. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in Olasese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olasese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Xin hân hoan kính chào quý khán giả từ bi. Tôi tên là Kiều Diễm, từ đất nước Âu Lạc giàu tình cảm, còn được biết là Việt Nam. Tọa lạc tại Đông Nam Á, quốc gia Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, với 54 nhóm dân tộc cùng chung sống hài hòa. Quốc hiệu truyền thống của Âu Lạc có nghĩa là con rồng cháu tiên, trải qua 4.000 năm văn hiến cùng hệ thống tín ngưỡng đa dạng, bao gồm đạo Cao Đài, đạo Phật, đạo Dừa, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, vân vân và vân vân. Âu Lạc là quốc gia với nền văn hóa và truyền thống phong phú, đặc sắc, luôn giang tay chào đón cả thế giới khám phá. Âu Lạc Việt Nam còn vang danh với cảnh sắc diễm tuyệt, từ những làng quê nên thơ, muôn màu nét mình bên sườn đồi, đến những cảnh đồng bậc thang mênh mông, non cao hùng vĩ và kỳ quan Vịnh Hạ Long điểm xuyết những hòn đảo tuyệt mỹ, cùng vô vàn bờ biển cát trắng, được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Người dân Âu Lạc, Việt Nam thân thiện, hào phóng, với niềm tin yêu, cùng hy vọng mạnh liệt, với nụ cười thân thương, duyên dáng trên môi, họ nồng nhiệt chào đón tất cả những ai đến viếng thăm xứ sở diệu kỳ, Âu Lạc, Việt Nam. Chúng tôi thật ân phúc để giới thiệu đến quý vị đôi nét về quốc gia tràn đầy năng lượng của chúng tôi. Nguyện cầu đời sống quý vị tràn đầy niềm phúc lạc tâm linh. Trong hơn 3 thập niên, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soi sáng thế giới bằng giáo lý thiêng liêng, là một vị minh sư toàn giác. Ngài truyền đạt pháp môn Quảng Âm cho những ai khao khát tức khắc tìm lại thượng đế tánh bên trong, hầu đạt được giải thoát vĩnh hằng trong kiếp này, khỏi vòng sinh tử luân hồi. Pháp môn Quảng Âm đã được tu tập bởi tất cả các vị minh sư như Đức Phật, Chúa Giê-xu, nhà tiên tri Mohammed, hòa bình đến với Ngài và đạo sư Nanak và nhiều vị khác. Ngài đã nhấn mạnh, nếu chúng ta luôn tưởng nhớ thượng đế, phục vụ tha nhân một cách vô ngã và tuân theo luật vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được tiềm năng tối thượng của con người và thực sự hiểu được mục đích của mình trên địa cầu này. Thanh Hải Vô Thượng Sư là một tấm gương sống phi thường về lòng từ bi. Ngài thường xuyên cứu trợ bằng hiện vật và tài chính,
đồng thời gửi gắm tình thương cho những người tị nạn, vô gia cư, nạn nhân thiên tai và những người cần được trợ giúp khác. Vào năm 2006, Ngài đã nhận giải Gushi Hòa Bình, được xem như giải Nobel Hòa Bình ở phương Đông và được vinh danh suốt nhiều năm với rất nhiều giải thưởng khác, cùng những lời ngợi ca về hoạt động nhân đạo và thiện nguyện tuyệt vời của Ngài. Là tiếng nói chân thành cho các bạn thủ xinh đẹp, Ngài khuyến khích lối dinh dưỡng, thuần thực vật hòa bình và bác ái và những viễn cảnh tươi sáng với sự thức tỉnh của nhân loại về sự thiêng liêng của muôn loài, một thế giới thuần chay, bình yên và huy hoàng, nơi các vạn thú và con người sống trong hạnh phúc hòa hợp. Những sáng kiến của Ngài nhằm phổ biến xu hướng thuần chay rất đa dạng, bao gồm phương pháp tờ thông tin, lối sống mới, chuỗi nhà hàng thuần chay quốc tế Loving Heart, truyền hình vô thường xứ, cũng như trao đổi thường xuyên với quan chức chính phủ có tầm ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo giới truyền thông, cũng như tham gia các buổi hội thảo truyền hình về nhận thức của chúng ta đối với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực của Ngài đã mang lại ảnh hưởng to lớn tới nhận thức toàn cầu về lối sống thân thiện với các bạn thú và làm sao lối sống từ ái này có thể mang đến hòa bình trường tồn giữa các quốc gia, đồng thời cứu địa cầu khỏi làn biến đổi khí hậu. Qua nhiều năm, Thanh Hải Vô Thường Sư đã du hành khắp thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Đại Dương, và đã tổ chức hàng trăm buổi thuyết giảng trước công chúng cùng các đệ tử về nhiều chủ đề tâm linh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Sự Linh Ấn về hình ảnh Phật sống, phần 1 của 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, vào ngày 21 tháng 3 năm 1991 tại Montclair, California, Hoa Kỳ. Và rất nhiều người hiểu lầm cái đẳng cấp của sư phụ nữa. Ví dụ như nhiều người hiểu rằng sư phụ bắt quý vị phải cái gì đó, phải nhớ sư phụ, ha? Rồi quên đi cái Phật tánh của mình. Nhưng mà đồng một lúc đó họ nói là phạm Phật đồng nhất thể. Họ không biết rằng cái Phật tánh sư phụ, Phật tánh quý vị giống nhau. Nhớ sư phụ tức là nhớ quý vị, đâu có sai, đâu có sợ gì đâu. Cái người mà ta đã đạt được Phật tánh rồi đó, thì là cái Phật tánh của họ với cái Phật tánh của mình nó câu thông rồi. Cho nên mình nhớ người ta là mình nhớ mình. Nhưng bây giờ bắt mình nhớ sao được? Thấy chưa? Mình biết mình đủ thứ bậy bạ, đủ thứ trầm luân, vô minh á. Mình biết rằng mình chưa được. Mặc dù mình tin lời thầy mình nói rằng ta cũng có Phật tánh y như thầy vậy, hiểu chưa? Ta cũng bằng thầy không khác. Nhưng mà cái vô minh, cái lầm lỗi của mình, cái thành kiến của mình nó che mình lại. Nó chưa cho phép mình lãnh ngộ được hoàn toàn những cái gì của thầy mình nói. Chưa có cho phép mình đứng lên địa vị của giống như thầy của mình. Mình biết rồi. Mình biết rõ ràng 100% vậy. Cho nên mình mới phục vái thầy mình. Cái người đó đã sáng suốt 100%. Thì mình mới nhớ nhung họ, mình mới đặt hy vọng vào họ, mình mới tin tưởng họ, được chưa? Mà tin tưởng họ là tin tưởng ai? Tức là tin tưởng cái Phật tánh rốt ráo của mình đó. Chứ không có chi, càng tin thầy chừng nào, càng nghĩ tới thầy chừng nào mình càng giống y. Càng ngày càng giống nhau, rồi hợp nhất. Tức là mình trở thành một với thầy của mình thôi. Chứ còn phải nói cái nhị nguyên nữa sao? Còn phải nói thầy với tôi là hai người sao? Thầy thành Phật rồi mai mốt tôi thành Phật rồi hai người hai ông Phật sao? Hai ông Phật nhưng mà một cái tánh, hiểu chưa? Một cái nguyên bản. Cho nên nhớ sư phụ đâu có sợ gì, nhớ sư phụ tức là gì? Rồi mình nhớ thầy nói cái gì, giáo lý thầy dạy cái gì, những cái hành động cử chỉ thầy làm sao, cái tình thương của thầy nó như thế nào. Tự nhiên mình cứ nhiễm lần rồi chứ. Hiểu chưa?
À, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà gần là như thế nào? Không phải gần gũi bằng cái thân xác không, mà gần ở trong cái lý tưởng, gần ở trong cái tâm tư. Rồi càng gần gũi như vậy mình càng thấy nó giống, càng giống thì càng lên cao chứ có gì đâu. Hay không? Ừ. Cho nên nhiều người không hiểu sư phụ cứ nói gần nói xa. Nói sư phụ, nói học trò sư phụ làm vậy rồi mất cái Phật tánh của mình, không phải như vậy đâu. Hiểu chưa? Đó là một cái cách để cho sư phụ nâng đỡ quý vị mà thôi. Chứ giờ bắt quý vị nhớ cái Phật tánh của quý vị khó nhớ quá. Hiểu chưa? Chưa biết, chưa có rành. Hiểu chút chút vậy thôi, nhưng mà chưa hoàn toàn có cái tự tin nơi mình, có tự tin hơn hồi xưa thôi, phải không? Tới một ngày nào đó quý vị nhớ tới giáo lý sư phụ hoài và tập tành hoài, nhớ tới sư phụ thì cái điển lực của sư phụ nó sẽ cùng với điển lực của quý vị hợp nhất, rồi quý vị sẽ thành sư phụ thôi. Trong cái sự tu hành, mỗi người nhập môn nó có một cái đường lối khác nhau. Có người á thì thấy cảnh giới lên cao, cảnh giới đẹp đẽ sang trọng như vậy mà tin tưởng mà tu hành hoài, nhưng đồng thời cũng nhớ sư phụ ha. Chút hoặc là nhiều tùy theo mọi người. Rồi có người thì vì sự hiểu biết mà nhập môn, nghĩ rằng cái giáo lý của sư phụ rất hay, rất sáng suốt, rất hợp ý của mình, rất đúng cái sự chờ mong của mình ở một vị minh sư. Họ chắc chắn 100% là cái này hợp với tôi rồi, không có cái giáo lý nào khác để cho tôi bái phục được. Thà là họ đi vô, đó là theo con đường trí huệ. Còn mình theo con đường thần diệu, tức là mình thấy những cảnh giới đẹp đẽ, mình biết cái những cảnh giới kia nó có thật. Còn những cảnh hoán tưởng là nó khác nha. Sư phụ đã dạy cho quý vị biết cảnh giả, cảnh thật nó khác nhau chứ thế nào. Vậy mà có nhiều người cũng không hiểu, cứ nói xa nói gần hoài. Không dám nói thẳng nhưng mà cũng nói xa nói gần chút. Nhắc rằng sư phụ đừng có bắt người ta cứ nhìn mấy cái cảnh này cảnh kia, mấy cái đó cảnh giả, cảnh sao giả được. Cảnh có cảnh thiệt, cảnh giả chứ. Nếu cảnh giả thì làm sao có hàng ngàn tinh cầu ở trên kia, hàng ngàn hàng vạn ức tinh cầu trên kia. Cảnh mình thì cũng kêu bằng cảnh giả, nhưng mà nó giả đâu. Hiểu chưa? Có nhưng mà không vậy thôi. Mình phải nương cái giả mình mới tìm ra cái chân được. Chứ không phải nói cái gì cũng giả trơn vậy, sao tu làm gì? Cái gì cũng giả thôi dẹp. Rồi mình bám víu vào đâu? Hiểu chưa? Đặng mình lên. Thì cái cầu thang nó không phải là cái lầu, không phải là cái phòng mà mình muốn lên, nhưng mà mình phải lên cái cầu thang, nó mới tới cái lầu đó được, nó an toàn, có bao nhiêu đó thôi. Còn như có nhiều người nói tại sao bắt đeo hình sư phụ như vậy, thấy chưa? Là kêu bằng cái gì? Kêu bằng cái gì? Là chấp tướng bề ngoài. Mà họ quên rằng họ vẽ ba cái hình vậy rồi bắt mình thờ. Đeo cái hình sư phụ là một người còn sống, còn sống, còn linh hoạt, còn rõ ràng trước mắt mà kêu bằng còn chấp tướng, còn đeo mấy cái hình kia thì sao? Hiểu chưa? Đeo được, nhưng mà cái lúc người đó còn sống, cái lúc mình còn yếu đuối, mình đeo, mình nhờ vả chút rồi mình đi lên. Con nít nó mới đẻ ra vài ba tuổi mà bắt nó chạy rồi không có tay mình nắm đâu được, nó không có người đứng nó đỡ đâu được. Cho nó chạy vài ba bước rồi cha mẹ nó phải chụp nó, thấy không? Nó té hoài, nó lủng cổ lủng cổ hết. Đại khái nó là như vậy. Rồi mai mốt quý vị tu cao rồi, lúc đó mình thấy mình càng kính trọng hơn, tại mình hiểu cái sự cực khổ của vị thầy của mình bao nhiêu, mình càng kính trọng hơn bây giờ nữa. Bây giờ là mình đeo rồi, mình bám víu đặng mình tu, mình nương theo mình tu thôi. Cũng như đứa con nít nó mới chập chững nó đi, nó chưa có đi được hẳn thì nó nắm tay nắm chân cha mẹ nó. Nhưng mà vậy đâu phải là nó ỷ lại cha mẹ nó đâu, nó phải nương như vậy nó mới lớn khôn. Chứ đâu phải cha mẹ nào mà dạy con cái mình hoàn toàn ỷ lại, mình lúc nào cũng nắm tay nó đi hoài đâu. Biết chứ sao không biết. Cha mẹ là một người phàm phu mà cũng biết con cái mình lúc nào nên thả nó đi, lúc nào nên nắm tay nó. Huống chi là một vị minh sư nên sao không biết lúc nào thả, lúc nào nắm. Mà cứ nói xa nói gần. Hiểu chưa? Sư phụ đi đâu cũng không có ngại gì. Mà ta không có thì giờ mà giải thích cho nhiều. Phải không? Thành ra thôi kệ, không có lo mấy chuyện đó. Chưa? Muốn mà giải thích rõ ràng nó mệt lắm, canh miệng nó cũng hơi lâu. Thành sư phụ đi đâu cũng làm như gì, nhưng chi sơ tính bụng ngây thơ vậy đó. Không biết gì hết, cho nó khỏe nha.
vui vẻ cả làng. Chưa? Cái chuyện mà muốn dạy dỗ thì sư phụ dạy học trò thôi. Còn những người ngoài người nào yêu cầu á, sư phụ mới nói. Chứ mình lời lẽ mình quý giá, đụng đâu tiêu đó. Chứ đụng đâu thấy đó. Chứ cái bằng học trò của mình là nó bỏ công ăn việc làm nó lại, nó bỏ thì giờ ngủ nghe của nó lại, nó chồng con nó dẹp qua một lúc một bên. À, nó quý trọng cái lời nói của mình. Chứ nó lại nó yêu cầu thì mình phải móc tâm móc ruột móc tim móc gan ra mà cho nó biết. Chứ còn những người ngoài kia thường thường là để muốn biểu diễn cái sự hiểu biết của mình thôi, chứ đâu phải cầu cạnh sư phụ để mà học đâu. Cho nên thì họ muốn diễn để cho họ diễn tuồng chứ, ta ngồi đó ta vỗ tay chứ. À, hiểu không? Chứ quý, thành ra quý vị thấy sư phụ đi đâu con biện không nói gì hết. Thì vậy, nhưng mà về nhà dạy dỗ con cái kỹ càng, thấy ha, dạy dỗ học trò kỹ càng là bởi vì chỗ này họ cần. Cái sư phụ làm bất cứ việc gì đều là cần thiết mới làm thôi, hiểu chưa? Thí dụ như cha mẹ sư phụ hoặc là bà con sư phụ cũng vậy, lúc mà họ rất là cần thiết á, sư phụ mới giúp thôi, chứ không phải cho họ làm giàu, không phải lấy cái danh vị của sư phụ hoặc là tiền bạc của sư phụ mà đem ra cho họ làm giàu. Sư phụ dám bỏ ra mấy triệu bạc hay là hết tất cả tài sản mà cho những người cần thiết, những người đau khổ như là người tị nạn. Hồi trước kia sư phụ còn đi làm á, thì hồi còn tại gia đó, tự mình đi làm việc á, thì cũng có gửi chút đỉnh tùy theo khả năng thôi, nhưng mà không có gửi nhiều. Đủ xài. Cái lúc mà cần thiết mới gửi. Tại sao như vậy? Cái chuyện gì cần mới làm. Người ta khát nước mới đem nước cho người ta uống. Ta không khát mà cứ đem mới tới mời hoài lắm gì vậy? Bộ nước dư rồi không có chuyện khác làm sao? Thấy chưa? Dư thì để nó động ở trong sông, trong hồ đó cho nó mát mẻ. Cho tất cả mọi người đều hưởng thụ. Chứ mình lấy ra đó mình trút vô cái chỗ mà nó không cần thiết như vậy, nó lãng phí của trời đất. Nó không có đúng luật mà yêu cầu và đáp ứng của thiên nhiên, hiểu chưa? Thành ra nó như vậy. Thành ra sư phụ dạy cái gì đối với quý vị học kêu bằng học trò của sư phụ, kêu bằng là cái tiếng thế gian nó kêu bằng quý vị là học trò của sư phụ. Mặc dù sư phụ nhìn quý vị bình đẳng, nhưng mà quý vị nhìn sư phụ là sư phụ thì thôi mình cứ kêu học trò, thấy chưa? Mà quý vị là học trò thiệt. Đối với cái tâm tư của quý vị là học trò của sư phụ. Cái đẳng cấp của quý vị là quý vị là học trò. Vậy quý vị chưa có hiểu những điều sư phụ hiểu. Mặc dù quý vị giống y sư phụ nhưng mà quý vị chưa biết được thì cũng phải kêu bằng học trò thôi à. Chứ không phải sư phụ coi quý vị là thấp hơn. Không phải, không phải. Sư phụ thấy khác mà quý vị thấy khác thì tôi đáng chịu. Thì bây giờ đối với những người như quý vị như là học trò của sư phụ chỉ dạy tận tình, không? Không có lịch sự hảo huyền nữa. Không có giả ơn, giả nghĩa, không có giả cái gì, giả lịch sự đó. Không có khách sáo, thấy không? Đáng dạy là dạy, đáng thương là thương, ha. Làm hết bổn phận của một vị thầy. Tại bởi vì quý vị yêu cầu như vậy, quý vị muốn như vậy. Mặc dù nhiều khi nó cũng hơi đau lòng đối với sư phụ. Tại vì ai mà muốn rời ra con cái hoài, nó mất cảm tình đi. Chứ, nhưng mà cái chuyện gì phải làm là sư phụ làm thôi. Chứ không có thể mà đứng đó mà khách sáo mà làm những chuyện giả dối bên ngoài được. Chứ? Tại vì mình bạn bè thân thiết với nhau, chứ người bạn tốt là người bạn chân thành, ha? Làm cho mình tiến bộ, phải giúp đỡ cho mình trong cái sự thanh lọc, chứ chính mình, chứ không có đứng đó mà giả dối khen bậy khen bạ. Đó. Nhưng mà đối với những người ngoài, dù cho người đó là ai đi nữa, sư phụ cũng rất kính miệng. Thấy không quý vị, đi thấy đi đâu sư phụ cũng đâu có lập tức ngồi đó mà dành nói rồi dạy dỗ này kia, cái nó không có. Ha? Trời năng nỉ lắm rồi đó. Có thành tâm á thì sư phụ sẽ nói. Còn không thôi á, không thôi á. Thấy chưa? Ta ngồi đó như ngồi có hát mà. Sư phụ nói là nó tổng quát chứ không có nói riêng người nào. Sư phụ không phải nói một người nào cá nhân, hiểu chưa? Sư phụ ý nói là nhiều khi sư phụ đi thăm người này người kia hoặc là đi những nơi khác hoặc là nghe người ta nói đó. Biết rằng ta hơi hiểu lầm sư phụ hoặc là hiểu lầm rất nhiều. Mặc dù có kính trọng nhưng mà hơi hiểu lầm sư phụ, hiểu không? Nghĩ rằng sư phụ dạy học trò như thế này như kia không đúng. Sư phụ không có dạy một cái gì mà không đúng. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ hối hận. Sư phụ làm cái gì là một tuyệt đối đúng. Chưa bao giờ thấy sư phụ làm trật. Tại vì sư phụ là một con người có cái đầu óc phê bình. Chưa?
đối với sư phụ, cái gì sư phụ làm sai sư phụ cũng cũng phải biết là mình làm sai rồi sẽ hối hận, sẽ sám hối, nhưng mà sư phụ không có làm gì để cái sám hối hết. À, tại ta biết tri thiên mệnh, ta biết biết cái mệnh trời nó muốn như vậy. À, dầu là đối với những người phàm phu nhiều khi mắt nhìn thấy nó khác, thấy nó không đúng, nhưng mà đối với sư phụ lương tâm không có căng rứt. Tại ta biết ta làm đúng, ta bao giờ cũng làm thẳng thắn từ trong tim làm ra, không có biểu diễn, không có làm đặng cho vừa lòng người này người kia, mà biết là những cái điều đó không phải. Sư phụ làm như là một cây tre thẳng từ trên xuống dưới, trống rỗng ở trong như vậy, cho nên không bao giờ hối hận, không bao giờ căng rứt, không bao giờ có cái chi mà nghĩ rằng à phải chi mình làm vậy, phải chi mình đừng làm như kia, hiểu chưa? À, nhưng mà quý vị làm học trò nhiều khi nó hơi khó chịu, nó phải hiểu sư phụ thì mới được, còn không hiểu thì cũng nhiều khi cũng hơi buồn. À, nhưng mà không sao đâu, từ từ rồi sẽ hiểu. Thì đại khái những cái gì mà quý vị học với sư phụ đó, cái gì sai là sư phụ nói sai. Yeah. Nhưng mà nhiều khi đối với người đó cái trình độ đó nó sai, nhưng mà đối với người khác nó đúng. Tại mỗi người mỗi nó mỗi khác, hiểu chưa? Nếu mà quý vị làm việc gì sai thì sư phụ sẽ chỉ liền. Hoặc là ở bên trong á, quý vị sẽ thấy nó khó chịu. Yeah. Sư phụ sẽ gửi tin tức ở bên trong. À, nếu quý vị nghĩ rằng như vậy không đúng thôi. Ok. Yeah. Cho nên cái nhiều khi cái đẳng cấp nó khác à. Nhiều khi mình tu với sư phụ rồi, mình ra ngoài kia mình so sánh mình mới thấy nó hơi khác chút hả? Mặc dù nhiều khi cái trình độ nó cũng hơi giống giống nhau, là cái pháp môn nó cũng tương tự một chút hoặc là nhiều, nhưng mà nó kẹt cái chỗ nào đó mình nói không được, mình biết nó kẹt thôi, biết cái người đó kẹt hoặc là cái môn phái đó kẹt, hoặc là cái sự tu hành của họ nó có dính mắc một chút gì đó, hoặc là về màu sắc, hoặc là về cách kiến trúc, hoặc là về cái cách đối xử hàng ngày, hoặc là về cái cách làm sao mà khó nói quá, biết kẹt thôi, thấy chưa? Nhiều khi biết kẹt, nhưng mà mình thì mình nhiều khi không thích phê bình, hiểu chưa? Mình biết mình tu là phải là được rồi, phải chưa? Hơi nào mà nói đời thiếu gì chuyện sai, nói biết bao giờ cho hết, chỉ trừ khi nào nó quan hệ tới mình mới nói mà thôi. Hoặc là người ta yêu cầu mình tha thiết, ta biết rằng ta có cái kẹt cái gì đó ha, mà ta rất là khiêm nhường, muốn cho mình chỉ dạy cho người ta thêm, thì lúc đó mình mới làm bổn phận của mình, còn không hỏi thôi. Chứ bây giờ thiếu gì chuyện sai lầm trên thế gian này, mình hư nào mình đi vạch lá tìm sâu hoài, mệt quá đi, hiểu chưa? Không phải bổn phận của mình đừng xía vô. Nhưng mà thấy nó kẹt chút nào hiểu liền á, thấy chưa? Nhìn sơ là biết liền không? Nghe sơ là biết liền. Vậy khổ vậy? Khổ là mình biết lẹ quá đi. Thành ra sư phụ nhiều khi cũng cảm thấy rằng hãnh diện là học trò của sư phụ có cái trí bén nhạy. Người nào mà theo thiệt á, người nào mà tu thiệt á, ồ nhạy quá đi, không có phẫn gạt gì nó được hết trơn. Có nhiều người bây giờ sư phụ tại vì làm việc cho người tị nạn đó, rồi có nhiều khi có những anh em đoàn thể trong đoàn thể chính trị gì đó, hoặc là những người khác trong đoàn thể khác họ đến thăm sư phụ á, tại vì vấn đề tị nạn mà thôi, nhưng mà rồi cũng nói gần nói xa, rồi cũng nói qua cái sự tu hành à, rồi cũng nói sư phụ sư phụ ngây thơ quá sư phụ hiền quá, cái gì chân thật quá, nhiều khi sợ người ta gạt. Nhiều khi có những người này người kia trộn vô phá phách đoàn thể của sư phụ nói nó phá cũng không bao lâu rồi nó làm vậy, rồi nhiều khi nó bậy nó bạ, rồi đồng tu tính theo họ rồi tan rã. Sư phụ nói trời ơi, ai mà gạt nổi học trò của tôi. Nó tại vì nó có ở bên trong, nó học bên trong chứ không phải học bên ngoài, ai nói cái gì có mùi nó nghe ngửi thấy liền mất quá có gạt được, gạt chút thôi, chút đỉnh thôi, cái người mới vô thôi mà nghe hơi nghi vậy thôi, một lát nữa nó ngồi nó tu quán âm nó thông hết trơn hết trời. Có phải vậy không? Sư phụ mới cảm thấy rằng thì cái đời sống mình nó khỏe quá đi, nó nhẹ nhàng quá đi, mình không nhìn người ta với một, không nhìn bất cứ người nào với cặp mắt nghi ngờ, không nhìn bất cứ ai với một cái niệm xấu, mặc dù mình có nghe nói rằng người đó hồi đó xấu hoặc là có nói xấu mình, mà sao mình nhìn họ sao nó nhẹ nhàng quá, nhìn là nhìn cái phật tánh của người ta,
cái sự cao thượng ở bên trong tâm hồn của người ta, mình khơi dậy cái sự cao thượng đó thì người ta đối đãi với mình cũng cao thượng thôi. Chứ mà còn ở bên ngoài kia hả, họ nghi ngờ đủ thứ. Sư phụ nói vậy sao sống nổi, trời ơi là trời. Hiểu chưa? Cái đầu óc mà nó phức tạp như vậy sao sống nổi? Gặp ai cũng nghi, người nào cũng nghi, cái gì cũng sợ. Hiểu chưa? Vậy làm sao chịu nổi à? À, nhưng mà gặp mấy người đó rồi cũng vui. À, mới biết rằng cái đời này nó có nhiều kẻ, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. À, mới biết rằng mình rất, một người rất có hạnh phúc, một người rất có phước báo, tâm hồn vô cùng nhẹ nhàng thanh thản, gặp ai cũng như gặp bạn hiền thôi. Hiểu chưa? Oh, nó cảm thấy cái sự liên lạc mật thiết liền, cảm thấy cái tình thương nó nối liền với nhau liền. Còn người ta hả, gặp nhau rồi cũng mắt láo liền như cú vọ, coi nó sẽ dở cái đòn gì. Sư phụ mệt giùm cho họ, tội nghiệp quá đi, sống trong cái vòng như vậy làm sao chịu nổi. Tức là coi như mình giăng lưới mà mình buộc trói chính mình vậy đó, mình bắt lấy mình. Trời ơi, sao nó rắc rối giữa cuộc đời của người ta, sao mà giăng trùng quá vậy hả? Bởi vì những cái sự nghi ngờ của người ta cũng sợ giùm cho sư phụ, cũng lại nói, sư phụ à, sư phụ phải làm gì, phải làm kia, phải như nọ như thế kia, thấy chưa? Sư phụ nói khỏi lo, người ta tu hành đâu có giăng trùng như vậy. Thấy chưa? Nhưng mà nhiều khi mình làm bổn phận mình phải đề phòng thôi, hiểu chứ, mà mình không có bị cái sự đó nó đe dọa, hiểu chưa? Ví dụ như ngoài nhà mình có hộ pháp ha, là để ngăn chặn những người nào mà họ nhảy đại vô, nhiều khi uống rượu rồi họ nhảy đại vô mệt mình á, rồi đang mình ngồi thiền nó bị la hét um sùm lên á, mình giật mình có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà không phải bị những cái sự đó nó khủng bố cái tinh thần mình, hiểu chưa? Mình chỉ phòng hờ thôi, nhưng mà rất nhẹ nhàng. Còn những người mà thí dụ mà người ta như sống trong cái đời sống phức tạp quá đó, lính canh gác 3-4 hàng dây kẽm gai, nghĩa là dày cả mấy mai vậy á, mà họ vẫn tim đập thình thình à, có hiểu không? À, tại vì cái tâm không an. Còn mình làm việc cũng nhiều khi thấy cũng giống người ta, nhưng mà cái tâm mình không để chỗ đó, thấy chưa? Mình không có sợ sệt gì, làm là vì bổn phận làm thôi, thấy chưa? Những sự bảo vệ an ninh hay là gì đó làm thôi cho nó có vị vậy thôi, phải không? Nhưng mà mình không bị cái sự đó nó khủng bố, thấy chưa? Mình không có nghĩ rằng sẽ có gì xảy ra, thấy chưa? À, có đi nữa cũng không có gì, thấy chưa? Có điều bổn phận phải làm vậy thôi, phải không? Bảo vệ thiền đường thì có 2-3 người đứng ngoài vậy đó, à, cho đừng có những người nào nhiều khi nó uống rượu nhảy đại vô, thấy chưa? Những cái say ma túy rồi gì đó, rồi đánh lộn đâu rồi nhào đại vô đây cũng mệt, mất công, giật mình, náo loạn, có nhiêu đó thôi, phải không? À, cũng như người tu hành thì ăn vô cũng không phải tham ăn ha, ăn cho nó qua ngày, xem như nó có sức khỏe, nó có giữ đúng cái luật trong trời đất vậy thôi ha, chứ không phải như hồi xưa mà tham ăn quá lố chứ. Rồi bây giờ ăn mặc thì cũng vậy ha, mặc cũng biết cái nào đẹp cái nào xấu, nhưng mà có thì mặc vậy thôi, không có mà cực khổ mà đi chọn nữa, mà đi 40-50 cái shop rồi đặng mà cái tiệm đâu mà kiếm được một cái áo đừng đi dạ hội, chưa mất tiền quá trời vậy mà cũng chịu, bận 2-3 lần là dục hết thời trang rồi bận mua cái khác. Cứ vậy mà đem tiền đổ sông đổ biển, mà cực khổ nữa, mang giày cao gót đi lẹp quẹp cả ngày đặng mà chọn cho ra một cái áo dạ hội, thí dụ vậy đó, hiểu chưa? À, thật ra nhiều khi á, mình cũng ăn cũng uống cũng bận cũng nói chuyện, cũng bằng quần áo, cũng nói chuyện, cũng chơi, cũng vui vẻ như người ta, nhưng mà mình không như người ta nữa. Thật là như vậy, quý vị có để ý thấy không? À, nó khác xa quá đi. À, cho nên mình biết rằng cái đẳng cấp mình nó lên cao, mình học, mình có tiến bộ. Chứ nếu nhiều khi quý vị không tiếp xúc với những người phức tạp ngoài đời, nhiều khi quý vị cũng không hiểu quý vị tiến bộ ở mức nào nữa. Hiểu không? Thành ra cũng hay. À, cũng hay. Càng tiếp xúc càng thấy được cái ưu điểm của pháp môn của mình, à, càng thấy được cái sự hạnh phúc của đời mình. Hả? Thanh thản quá hả? À, có không có tiếp xúc rồi không? Có ha. À, cho nên quý vị có người nào làm rắc rối cho mình, hoặc là những tư tưởng của họ rắc rối quá, mình đừng nên buồn họ, đừng nên trách họ, đó là cái hư gương, tấm gương để cho mình soi nhé. À, cũng như quý vị tu hành của sư phụ, nhiều khi mới vô bị nó khảo liền,
sư phụ khảo thì không nói làm sao, tưởng rằng sư phụ khảo mình, sư phụ khảo nghiệm mình. À, nhưng mà đồng tu khảo một cái là bực bội la lối ôm sùm à. Tại sao không nghĩ rằng đồng tu, sư phụ mượn đồng tu để mà khảo mình? Sư phụ một mình sao khảo hết được? Ta phải dùng công cụ chứ. Kẹt là kẹt ở chỗ đó. Cho nên quý vị đừng có khờ. À, gặp cái khảo nghiệm là ta phải đậu chứ. Thi là phải đậu liền, biết liền. À, gặp cái chuyện gì nghịch cảnh là biết là à ha. Ông thầy khảo ông đến đây. À, được, tôi học bài hết rồi. Anh muốn khảo gì đó anh khảo. Hiểu chưa? Vậy nó mới xứng đáng là một người tu hành. Mới kêu bằng dũng cảm. Rồi cái khi mà mình nghĩ được như vậy rồi, cái tâm hồn mình nó thư thái lắm. Rồi tự nhiên khảo nó cũng như không khảo. Dễ ợt, thông qua cái rụp chưa? Đậu ưu tiên nữa. À, đậu ưu. À. Còn nếu mình cảm thấy đó là những sự chướng ngại, hoặc là mình sợ nó quá, hoặc là muốn tránh nó, hoặc là mình là cao có với nó, thì nó càng khó chịu hơn thêm. Rồi nó sinh ra đủ thứ phiền não khác nữa. Quý vị để ý mà coi. Để ý mà coi. Hả? Thì khi nào tu hành với nhau nó phải có cọ sát như vậy. Nếu mà tiến bộ cùng nhau tu là nó có cái sự ích lợi như vậy. Chứ nếu mình tu ở một mình ở trong cái am cái cốc, mình khó lường được cái sự tiến bộ của mình. Hồi xưa có một cái chuyện của cái ông bên gì đó, bên Thái Lan á. Ông là một ông thầy tu mà tu theo tiểu thừa đó. Thì bên đó có một cái tông phái, nó có cái lệ là thí dụ mới vô xuất gia thì bỏ vô trong một cái lều cỏ nào đó, rồi tối ngày có người đem dâng cơm tới ăn, ngồi đó ngồi thiền tu một mình. À, tu một hồi lâu, một thời gian lâu thì thấy khoái lạc, nhẹ nhàng, không có phiền não gì. Nhưng mà hãy rớt xuống trần là phiền não liền. À, đụng chạm với người đời là chịu không nổi. À, thành ra sau cùng ông giác ngộ rằng cái sự tu hành này nó chưa có cứu cánh gì. Mình ngồi mình thì nó khỏe quá, mình đi xuống thì nó phiền não, và mình cũng chưa được tự do, còn bị hoàn cảnh nó chi phối. Cho nên quý vị nhiều khi tu tại gia nó cũng có lợi lắm. À, mỗi ngày nó có cái sự gì đó, cọ sát, rồi cọ riết rồi nó quen, nó mòn hết mấy cái cạnh cái góc đi, nó trơn láng rồi, khỏe. À, chứ nhiều khi mình không quen nó, mình không có biết cách phản ứng nữa chứ. Rồi mình thấy cái gì nó cũng quá sức là mệt nhọc, quá sức là khổ, quá sức nặng nề. Còn mỗi ngày mình phản ứng nó quen rồi đó, thì nó cũng như thường thôi, chứ. Ta kêu bằng trăm hay không bằng tay quen là nó như vậy. Còn mấy người xuất gia mà muốn đòi đi một mình ở một động đó hả, mấy người đó ngu. Ở chùa thì phải ở chung với nhau. Thấy chưa? Đặng người này khảo người kia. Khảo qua khảo lợi mới biết cái công lực mình nó thâm hậu tới mức nào. Còn nhiều khi đồng tu không khảo, bị ma khảo nữa. Cái mảnh đất mà sư phụ mua ở New Jersey, New York á, gần New York, biên giới New York đó, có ma nhiều lắm. Mới vô nó khảo mấy ông thầy sất vất sang bang á. Ông cũng quýnh luôn. Chứ không phải có một chuyện khảo đâu, không phải đồng tu khảo không đâu. À, bây giờ ma nó cũng tu rồi, nó cũng hiền rồi, hết khảo rồi. À, phải không? Giờ hiền rồi hả? À, đâu có gì đâu. Mới vô thọc lét chơi mà, thọc lét. Mày thấy mình như bất động thì không thôi luôn, kêu ma bắt coi mặt người ta. Cho nên khi nào mình làm việc với những người đồng tu, hoặc là mình ở chung trong chỗ cộng tu, nó có cọ sát việc gì, mình phải chuẩn bị tinh thần liền. Mình biết rằng cái này là anh muốn khảo tôi, anh muốn thọc lét tôi. À, là mình chuẩn bị tinh thần rồi, hiểu chưa? Thì mình không có bị tấn công kêu bằng bất ngờ, mình không có bị bụng rụng tay chân. À, chứ còn nếu không để cho khảo như vậy đó, thì không thể nào gọt rũa hết được những cái khuyết điểm của mình, những cái góc cạnh mà ung thối của mình, hiểu chưa? À, những cái da dẻ xù xì của mình. Cũng như cái tôm tới táo, mặc dầu nó vậy mà mình gọt ra, nó cái vỏ nó cũng khác ở trong cái ruột á, ở ngoài nó cứng. Cái đó là cái sự
cái lớp mà để bảo vệ cái trái táo, đừng cho nó đừng bị sâu ăn, đừng bị mọt, đừng bị hư. Đấy. Nhưng cái lúc mình muốn ăn mình phải gọt, ăn cái mềm ở bên trong lại gọt. Cà rốt này, những củ này kia cũng nọ, này kia cái nọ cũng giống y như vậy, phải gọt cái vỏ nó đi. Đó. Ừ. Nhưng mà đối với những người á, nhiều khi mà tưởng nhớ vị thầy của mình hoài đó, làm theo những điều vị thầy mình chỉ dẫn, nhiều khi cái tâm hồn họ lâng lâng lắm, họ gần giống như cái đẳng cấp của thầy của họ, chưa? Họ tắm ở trong cái trí huệ của thầy của họ, cho nên ai nói gì họ cũng như điếc á, điếc không sợ súng á, chưa? Không có hiểu nói cái gì, tại sao mày sân si với tôi, không hiểu, coi như không có gì xảy ra, nó nhẹ nhàng. Quý khán giả tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay, tựa đề Sự Linh Ẩn về Hình Ảnh Phật Sống, phần 1 của 4 phần trong tiết mục Giữa Thầy và Trò. Xin vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thường Sư để xem thêm nhiều chương trình khẳng định. Tiếp theo là Thăng Hoa Trong Tình Thương của Đức Thánh Cha và tiếp cận các tín đồ, trích Thánh Kinh, Phúc Âm, Thánh Gioan, trích đoạn chương 15 đến 20, phần 1 của 2 phần trong tiết mục Lời Thánh Cải. Ngay sau tin đáng chú ý. Cầu xin Đấng Toàn Năng ban ơn đời sống quý vị với phước lành tràn đầy. May Providence grace your lives with overflowing blessings. For more details, please visit suprememastertv.com/BND.